Hai, chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình được về quê á, khi mình thấy khu vườn của mình rất là nhiều trái cây rất là ngon, thì mời quý cô bác quý anh chị em gần xa cùng đi tham quan khu vườn của mình nha. Trái cây nói chung là trái cây nhiều lắm, mọi người thấy mê à. Cả nhà ăn bữa nha, bữa ngon cực kỳ. Nói chung là ngày lễ ai cũng được nghỉ về quê, thì bữa nay mình cũng được nghỉ về quê, làm cái clip nhỏ nhỏ gửi tới các bạn, gửi tới quý cô bác quý anh chị em gần xa. Nếu mà clip thấy hay thì nhắn cho Phong Lê một like, một đăng ký kênh ủng hộ Phong Lê có động lực dài những video tiếp theo cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà cùng đi với Phong Lê nha. Cả nhà thấy gì đây không? Xuất sắc, xuất sắc. Không thể chê được nha cả nhà. Xài mọc ở trên cái nắp, đây là nắp hồ nha cả nhà. Thì ở dưới quê mình kêu là nắp hồ, còn không biết các bạn kêu là gì thôi. Xài mọc từ dưới đất đi lên nè. Thấy xài nè, sum xê cả nhà. Đó, xài này chấm ăn rồi đừng nói tới. Đó, chín đầy cây luôn nha cả nhà, xài đầy cây luôn nha. Nói chung là đó, xài đã không? Dùng trái cây mát lắm, mát mà mấy trái này thì lát mình vô mình đâm chén muối ớt cây cây cái mình sẽ mình chấm ăn rất là ngon nha. Không chỉ có xài mà đây cả nhà thấy gì không? Cóc nha cả nhà. Cóc này đã ngó, cóc nhỏ nhỏ vừa ăn nha cả nhà. Ăn thì thôi khỏi chê nha. Giờ thôi là đã chảy nước miếng rồi nha cả nhà. Nó đây là bông cóc nha cả nhà. Đây là cây ớt. Cây ớt cũng khá là nhiều trái. Đó, cóc lùng. Đó, chùm chùm. Thì đó cả nhà thấy không, có một chùm mà xài đã không, nó cháy hết sức nấu luôn nè. Cả nhà thấy đã đố cả nhà biết cây bông này là bông gì nè. Mình nghe nói cái bông này là bông dừa nước nha cả nhà. Đây nhà đàm nha cả nhà. Đó, có chỗ mình thì gọi là nhà đàm, còn nhầm chỗ kêu là lô hội. Cả nhà thấy bông đẹp không? Đó, bông này là bông rau muống nha cả nhà. Rau muống đó, trên đây là lá quế nha cả nhà. Đó lá quế nè, rất là thơm. Đó có mấy con chú ong nhỏ nhỏ nè, mấy con ong á, ong ruồi á, nó bu nó hút qua mà có cây lá quế nha cả nhà. Đây cả nhà thấy gì không, bất ngờ không cả nhà? Đó đây là dây bí nha. Bí xanh đó cả nhà, tại vì không có làm mà dây leo á nên nó mọc phía đất á, nên nó cũng già rồi mà nó cũng muốn hư cả nhà ơi. Ăn hết được rồi, nếu vậy nó khô quá, tại vì mùa này mùa nắng khô quá nên không đủ nước á. Đó nằm lớn ngỡn nè cả nhà, đây đu đủ nha cả nhà. Đó cả nhà thấy không, trái này hồng hồng gần chín rồi, có trái hết sức bự, cả nhà thấy không, đưa tay mình vô nè. Đó cái đu đủ cả nhà thấy không, ngon lành không, trái từ trên xuống dưới nè nha cả nhà. Nhìn muốn ăn nha cả nhà. Đó cây này cây quế màu, không biết người khác gọi là cây gì, để nó có chua rất là ngon nha cả nhà. Này bất ngờ chưa cả nhà, đây là cây lựu nha cả nhà. Có những trái lựu nè nhỏ nhỏ dễ thương nè, xinh xắn nè cả nhà thấy không. Đó có một số trái lựu nhỏ nhỏ xinh xinh, đây một chùm luôn nha cả nhà. Đó rất là xinh xinh nha cả nhà. Đó lựu non nha, đây cũng sắp sửa chín rồi. Đây trái đu đủ này chập bá luôn cả nhà ơi. Đó một gang tay của mình đó, thấy không, nó bị ngang như đó, bên đó đó là cây đu đủ này, trái đu đủ này cả nhà hình dung cho được nó bự như thế nào đúng không. Còn bông trên này là đặc kính luôn nha cả nhà. Không chỉ vậy thầy. Cả nhà biết cái này cây gì rồi đúng không, nhìn sơ qua là biết rồi, thanh long nha cả nhà. Đó, thanh long cũng có trái nha. Đó trái đã không cả nhà. Đó, cho nó bò lên cây xi măng, cái làm cây xi măng đó, cây nha đam nè, nãy lô hồi á, nãy để trong thùng bây giờ cho nó ra ngoài. Đó, thêm cây khế nữa nha cả nhà. Cây khế ngon lành không. Đó, tiếp. Đó cây này mình im canh chua thì thôi đừng có nói tới luôn nha cả nhà, thơm nhức nách luôn nha.
Đó, ngò rí, ngò gai nha cả nhà. Đó, ngon lành. Đó, đây, rau càng cua nha cả nhà. Không biết cái nơi cả nhà kêu là gì, nhưng ở chỗ mình thì kêu là rau càng cua nha. Cuối cùng là cây chùm ruột. Cây chùm ruột nhất nách luôn cả nhà. Đây là trái non. À, trái chính nằm trên cao kìa, mấy cái trái vừa ăn nằm trên cao á, mình quẹo không tới. Đó, mấy trái trong ruột ngon nha cả nhà. Đó thì nói chung trời nắng quá cả nhà ơi, thì mình bây giờ mình vô nhà mình ăn cơm nha. Thì mời cả nhà vô nhà ăn cơm cùng với mình nha. Ừ, đi thôi cả nhà. Chưa nắng quá nè cả nhà, thì mời cả nhà cùng dùng bữa cơm đạm bạc nha, dùng bữa cơm lạc với phong lê nha. Đó thì bữa cơm cũng đạm bạc thôi cả nhà. Đi về quê thì có tiệc á, nên được đãi ăn ngon vậy nha cả nhà. Thì mời cả nhà cùng dùng bữa với phong lê nha. Nhà thấy sau lưng Phong Lê có trước cửa Hoàng Thiên có một cái cây trang á cả nhà. Cây trang là cây trang nguyên thủy nha, cây trang thường hồi đó giờ rất là lâu rồi, không biết có từ khi nào nha cả nhà. Thì thấy cảnh này đẹp quá thì anh Phong Lê dùng để kết thúc video nha. Thì Phong Lê xin tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Rất là mong cả nhà cho Phong Lê một like, là nhắn theo dõi kênh ủng hộ Phong Lê có động lực vào những video tiếp theo nha. Phong Lê rất là cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà tại video tiếp theo. Bye bye.